và các chương trình bán hàng liên kết tạo sự cộng hưởng lớn trên địa bàn. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Mobifone thành phố Hồ Chí Minh 2 cũng quan tâm nhiều đến công tác đoàn thể, đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên, như tổ chức mừng sinh nhật cho nhân viên, chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10, vui chơi cho các bé thiếu nhi ngày 1 tháng 6, hoạt động công vụ bóng đá, hiến máu nhân đạo và công tác từ thiện thăm hỏi giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.